chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Hương Trích. Trên tay của mình đang là bộ đồ chơi công viên khủng long. Hôm nay các bạn nhỏ sẽ được mình giới thiệu về bộ đồ chơi này nhé. Mình đang bán ở trên Shopee với giá là 40.000 đồng. Nếu mà các bạn muốn mua thì link của sản phẩm mình để dưới phần mô tả. Bạn click vào đấy là mua sản phẩm giúp mình nhé. Bây giờ mình sẽ bóc sản phẩm và giới thiệu với các bạn về sản phẩm này. Bây giờ chúng ta cùng đi khám phá xem bộ đồ chơi công viên khủng long sẽ có những món đồ gì nhé. Mình bóc cái game này, đang lên cái game sản phẩm và bộ đồ chơi bóc ra xem bên trong nhé. Xem có bao nhiêu con nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 con khủng long, 2 quả trứng, 2 quả đá và 2 cái cây. Đấy, và các bạn xếp một mô hình nhỏ về khủng long nhé. Đấy. Đây là con khủng long ba sừng con này. Đấy, chất liệu của con khủng long này là bằng nhựa dẻo nhé, nên là không bị sợ vỡ, nhựa dẻo đặc nên các em chơi thoải mái vô tư luôn. Đây là con khủng long ăn thịt này. Đấy, đây dẻo này, uốn thoải mái này. Đấy, mình tạo hình mình luôn này. Đấy, đẹp chưa. Hai chân này, anh bỏ cái lông này ra thì dễ nhìn, dễ đứng nhé. Đây, mình sẽ thử xếp một công viên khủng long từ những cái món đồ này nhé. Hai cái cây xa nhau một chút. Trước con đi sau này. Con này là con ăn thịt, nó sẽ rình mồi, nó nấp sau tảng đá này. Đấy. Con này là khủng long ăn thịt này. Nó là địa long này. Đấy. Đi bên này. Đây, con này là con khủng long cổ dài này, hay là gọi là nuôi long này. Nó chuyên chỉ có cái cổ dài này để ăn cái lá ở trên cao này. Biết là tên là gì luôn. Đấy, nó có cái màu rất dài này. Màu dài này, và màu vàng rất là sặc sỡ, rất là đẹp này. Đấy, cho đi cùng với đội này luôn. Đấy, nhiều đồ quá. Con này là con nôi long, con khủng long gai này. Đấy, nó rất nhiều gai luôn. Nhiều gai. Đấy,
lát tay này, đấy, bên ngoài nó qua nào mà cắm vào con này này, thì gà nó đâm luôn, thủng chảy máu luôn, đấy, sợ chưa? Đấy, cái đuôi này là để quật kẻ thù này, đấy, đi theo bảo vệ, đấy, sẽ một bên là một bên đội cống nong thiện và một bên là cống nong ác, cống nong ăn thịt, đấy, sợ chưa? Sẽ có ba con cống nong thịt này. Rất là phong phú nhé. Nếu bạn nào muốn có nhiều con vật hơn thì có thể mua vài bộ về thì mình sẽ có nhiều đồ hơn, nhiều cây, nhiều đá, nhiều trứng và nhiều cung long hơn. Mình sẽ tạo được nhiều cánh hơn. Đấy, đấy, săn mồi đấy. Rồi, video của anh đến đây là kết thúc nhé. Rất mong các bạn sẽ like, comment và chia sẻ video của anh để anh có động lực tiếp tục ra các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn nhỏ.